Ngày 9 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo góp ý xây dựng dự án luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tại hội thảo, các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện thành phố Thủ Đức cho rằng, tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ, dao gây án có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội BC06 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2020 đến nay đã xác lập chuyên án mua bán hàng cấm là pháo nổ, thu hơn 5.300 kg pháo vào năm 2023, một vụ con dùng súng bắn cha vào năm 2022, phá một vụ mua bán tàng trữ vũ khí công cụ hỗ trợ, thu 146 khẩu súng, 260 viên đạn. Công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã mở nhiều đợt kiểm tra, qua đó thu được 9 vũ khí quân dụng, 90 súng tự chế, 3 súng hơi, 541 viên đạn, 93 vũ khí thô sơ, bắt 291 vụ với 647 đối tượng, khởi tố 42 vụ với 163 đối tượng. BC06 cũng đã tổng hợp 495 đối tượng nghi vấn về dạng tội phạm này và Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai đấu tranh trấn áp. Qua đó lập hồ sơ 705 vụ với 1.535 đối tượng, triệt phá 129 nhóm với 648 đối tượng, thu giữ 3.308 viên đạn, gần 1.000 công cụ hỗ trợ, khởi tố 196 vụ với 421 đối tượng.